Công sinh mạc thủy chấp trầm 89. Anh em nhớ ký kênh nhiệt tình nhé. Thực lực của hắn tôi không nhìn thấu. Anh nhớ ra rồi, đây chính là cái tên rình trộm anh lúc ở Hồng Hoa. Rình trộm anh. Đây là lần đầu tiên em nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc như thế này của anh Thi Thọ. Rồi cuộc kế này có lấy lịch thế nào? Mục tiêu của cô ta là chiếc xe à? Cô ta đến tìm phỉ hay là nhóc là? Tên này di chuyển rất linh hoạt, tốc độ cũng không kém gì nhóc là. Đáng sợ nhất là tinh thần lực của cô ta không ngờ còn trên cả mình. Tinh thần lực mình không những không thể tiếp cận được cô ta, phạm vi cảm nhận của mình cũng không bị cô ta áp chế toàn diện. Hệ tinh thần bậc ba, một đối thủ khó chơi đây. Không phải chứ, vừa mới bắt đầu đã chỉ lớn rồi. Tôi chưa có một cơ hội cuối cùng. Tháo mặt nạ xuống, nói rõ ý đồ của cô. Không thì đừng trách tôi không khách sáo. 1 2 3. Không nói chứ gì. Vậy thì đỡ đòn đi. Ý Thí thần à, đúng là xui xẻo. Tên này vẫn còn sống sao? Không còn thời gian suy nghĩ nữa rồi. Phải nhanh chóng tìm được bọn họ. Không được, không thể làm như vậy. Tránh ra. Cậu không làm thì tôi làm. Nè, ngươi không phải vì trời tru đất diệt mình đó. Cậu có tránh ra. Tránh ra không thì bảo. Chúng ta là bạn mà, sao có thể làm như vậy được chứ? À, cậu ấy là sàm là đó. Sao cái cậu có thể làm như vậy chứ? Ờ, mình vẫn còn sống. Ai đầu trong mặt quá, xa xa. Cậu là Thủy Tiết. Đúng là cậu rồi. Cậu vẫn còn sống, sao cái cậu lại đến đây? Ai cậu tính lại rồi à, mày quá xa xa. Sau khi cả trường di tản, thì thầy Trương dậy thì dục luôn đi bảo vệ bọn mình. Ban đầu thì đáng lẽ ra đến đến huyện cát, nhưng ở đó xảy ra lũ lụt nên mới đi đến đây. Sau đó bọn mình bị zombie tập kích. Thầy Trương bảo vệ bọn mình nên hy sinh rồi. Bọn mình không đi, không dám đi lung tung, đành tạm thời dừng chân ở đây. Thì ra là vậy à. Mấy người này đều học cùng khóa với mình, đa số trông khá quen mặt. Hai cái thằng con trai kia hình như là lớp bên cạnh. Xem ra bọn họ vẫn luôn đi cùng nhau. Mới gặp mấy ngày không gặp, sao mày lại thành ra thế này rồi? Không ngờ mày còn cuộc sống đấy. Là sao sao? Gặp lại bạn cũ sao không chào một tiếng gì? Tiền Đà Đà, Triệu Tiểu Phi, Ta Tinh Tinh. Là bọn mày à? Không ngờ ba đứa này là ở đây. Hồi trước ba đứa này chuyên tìm mình gây sự, đúng là xui xẻo mà. Không ngờ đấy, đường đường là chị in là lớp 8 bà, mà cũng có ngày hôm nay. Đây chính là nghiệp quật đấy, bị lục cuốn ra tới tận đây mà vẫn sống. Đúng là tốt số nhỉ. Chết chặt tội nghiệp làm sao. Ta cũng không ngờ đó, có thể gặp lại bọn mày, trên đời đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra. Chị Tuy Phì, mày vẫn như vậy nha, quần áo lớn cỡ này rồi cũng không nhét vào cơ thể đô số của mày. Tận thế đúng là quần áo khó kiếm lắm có phải không? Thì Đà Đà, hồi đi học tao cứ nghĩ mày, mày là không hiểu sao mày cứ thích nhắm vào tao, giờ thì tao hiểu ra rồi, tất cả chỉ vì mày, mấy cái chữ hồng nhan họa thủy mà. Làm sao mày cứ đúng, có ý gì? À phải rồi, làm sao quên mất ta Tình Tình chứ? Cái tính hay đổ thêm dầu vào lửa của mày vẫn chưa sửa được nhỉ? Mà chưa đúng mày mà cũng xứng với cái biệt danh mà tao đặt cho lắm đó chứ. Không hổ là bộ bà thất bại. Là sao sao? Đây là thái độ của mày với ân nhân cứu mạng sao? Đúng vậy, nếu không có bọn tao, giờ mày vẫn đang nằm ở dưới bùn đấy. Con nhỏ dông mừng bồn nhỉ? Đừng có vậy mà, mọi người đều là bạn bè với nhau. Là sao sao? Chỉ tặng tính thôi chứ không có ý đâu. Ý xấu đâu. Cút ra, bà đây không biết tính nết của nó hay sao chứ. Sa, cùng bé đó, bác nãy rõ ràng làm sao đứng bên trái, sao tốt cái đã ở đó rồi. Chẳng lẽ mình hoa mắt ư? Xin lỗi.
Tao bảo mày xin lỗi cậu ấy. Hình như hồi trước là xem là không như thế này. Tao cảm thấy chân hơi run chúng mày ạ. Sự cái đếch gì, nó chỉ đang ra vẻ do mình thôi à. Xin lỗi dựa vào đâu chứ. Xa xa tôi bỏ đi. Mọi người đều là bạn mà. Không được, có mình ở đây. Đừng hòng mình để chúng nó bắt nạt cậu. Xin lỗi ngay. Mày. Là do mày biến gì? Tiêu Tuyết cẩn thận. Vũ khí của mình mất rồi. Kê đi. Một con zombie bậc 2 thôi mà. Không có vũ khí mình vẫn xử lý được. Mà nó nặng quá chứ. Nguy hiểm thật đó. Xí chút nữa thì ngốm ở đây luôn rồi. Cậu Phi nhóc là. Chào em, chào anh ở đây. Bọn chúng quyền nhau ư? Sao anh lại ở đây? Thiên thần đâu? À không biết nữa. Lúc đó tình huống nguy cấp quá, anh chỉ kịp ném em ra ngoài thôi à. Kéo người lại chết theo xe. Còn anh thì không may may mắn như vậy. Anh với xe cùng rồi xuống núi. Lúc đó thì chiếc xe nát lắm rồi. Anh tốt số nên chỉ bị gãy chân trái thôi à. Cái gì? Anh không sao chứ, còn đâu không? Tất nhiên là đâu rồi, em đừng có động vào. Ghê thật, gãy một chân trái mà vẫn tiêu diệt được con zombie biến gì kìa. Chắc là người tiến hóa rồi. Không ngờ là xem là lại quen được một người tiến hóa tốt số thật. Tình tình à, là xem là có bạn mạnh như vậy từ bao giờ vậy? Tên đó không phải bạn trai nữa đi chứ. Chắc chắn là bạn trai rồi. Còn không thấy hai đứa đó thân mật thế nào ư? Thảo nào đã sống đến được bây giờ thì ra ôm được cái đùi tiến hóa. Chẳng qua chỉ là một con tiền nhận giữa hơi đàn ông thôi. Xa xa, xin lỗi nhé, ban nãy tôi chỉ lỡ tay thôi à. Anh gì ơi, anh siêu từ đó. Lần nào bọn em nhìn thấy con quái đó cũng chạy trốn hết. Bạn em à? À không quen. Trùng hợp quá, anh cũng không quen. Đây là bạn em Tùy Tiết. Em từng kể về anh đấy. Em chính là cái cô gái có tên chữ Tuyết đúng không? Chào anh ạ. Nhất là bạn em không những xinh hơn em mà tính cách cũng tốt hơn em nhiều đó. Học hỏi nếu không muốn ế chồng đi. Ai, ai muốn thèm đồ hả? Ê đau quá, đau quá. Em làm anh bị thương hai lần rồi đó. Bọn em cứ dừng chỗ dừng chân ở gần đây. Hay là qua đó nghỉ ngơi tạm thời một thời gian đi. Em thấy sao? Với năng lực hồi phục của Cào Phỉ, chỉ cần không hoạt động mạnh thì tĩnh dưỡng 2 ngày chắc chắn là khỏi hẳn. Bây giờ tìm một nơi dừng chân rõ ràng là quyết định sáng suốt. Hơn cả thì đợi anh ấy hồi phục đi tìm anh thiên thần cũng không muộn. Vậy thì làm phiền cậu rồi. Nếu bên này là của các cậu, điều kiện hơi đơn sơ, cậu ở đây tạm nhé. Không sao, có chỗ ở là tốt rồi. À, làm thế nào mà các cậu tìm được chỗ này vậy? Chỗ này cũng là thầy Trương tìm ra. Sau khi đến khu vực này thì bọn mình liên tục sàng thú ái qua dạ sinh tồn. Nhờ thầy Trương tìm được cái chỗ này, bọn mình mới dừng chân ở đây. Bây giờ các bạn bắt đầu chia rẽ, sau này bọn mình cũng không biết làm thế nào nữa. Nếu khi ấy bọn mình không lạc nhau mà cùng gặp anh thiên thần, có lẽ bây giờ cậu ấy cũng không cực khổ thế này. Cậu đừng như vậy nữa. Được gặp lại nhau thì mình đã Tùy Tiết đến giờ nghỉ rồi. Được, mình về trước để cậu nghỉ sớm nhé. Xin lỗi. Cậu bị sao vậy? Mọi người đều đang đợi cậu. Mỗi mình cậu đó lại muốn qua đêm bên ngoài à? Khoan đã. Mày vừa mới nói lại. Trước đây chúng mày vẫn muốn bắt nạt cậu ấy ư? Không liên quan tới mày. Muốn chết. Mày dám đến tao? Người tiến hóa. Cô không mau đi lên. À thôi thôi. Mà xa xa, các cậu nghỉ sớm đi. Bọn mình về đây. Khoan đã. Nếu đã tao nhìn thấy chúng mày bắt nạt Thủy Tí một lần nữa, đừng trách tao cục cả sáu. Con tiện nhật chẳng qua chỉ là dựa hơi vào người tiến hóa thôi sao? Dối gian gì mà phạch lối chứ. Đi. Sao lại lên tiếng nhắc khéo nó? Cãi nhau tiếp thì chắc em thịt nào mất. Sao thương hóa tiết ngầu rồi à?
Em có cảm giác nhóm bạn học này của em có vấn đề sao? Vấn đề chỗ nào? Khó nói lắm. Anh là người tiến hóa hệ tinh thần, phương diện cảm nhận mạnh hơn em. Anh cảm thấy mấy đứa này quay quái vậy, nhưng không nói được quái chỗ nào. Cứ hồi phục trường đã. Lúc ập đến thì chỉ là thổ thuật, năng lượng virus gần như đã tiêu hao hết sạch rồi. Đừng nói về cảm nhận nữa. Giờ giống bí bậc bà mà đến thì hai anh em mình cũng lên thớt cả lũ. Bọn họ bên trong sao? Không hề bước chân ra ngoài, cũng không có động tĩnh gì, chắc là ngủ rồi. Người canh gác cũng ra ngoài rồi, tất cả đều bình thường. Vậy chúng ta bắt đầu chứ? 187. Thật chết mặt, con tiền nhân đáng ghét. Có những cái địa bộ hổng hách của nó xem, chẳng phải chỉ là đáng ý cái đàn ông chống lưng thôi sao? Đáng ý cái quái gì chứ? Ngươi không có, mặt mũi cũng chẳng ra gì. Chẳng hiểu cái tên người tiến hóa kia ưng nó chỗ nào nữa. Dù sao thì người ta cũng là người tiến hóa, chúng ta không nên đắc tội. Đúng đấy, chỉ bằng mình nhờ vả bọn họ, không kéo bọn họ lại dẫn mình rời khỏi đây cũng nên. Nhờ vả, cậu quên tình cảnh chúng ta hiện giờ rồi sao? Cậu không nhất thiết phải nhờ vả đâu. Chúng ta đi lấy lòng cái tên người tiến hóa, rồi bảo anh ta dẫn đường rời khỏi đây, hình như cũng không quá đáng lắm. Người tiến hóa đất đi cùng với là làm xà, chắc hắn cũng là một tên cuồng lưu ly. Hay là để tôi thử xem. Đúng là không xem lại mình mà. Có đi thì cũng phải là tôi đi mới đúng. Nè, hôm nay cậu đã bị người ta cho ăn bơ rồi. Vơ vẩn, tôi vẫn chưa dùng hết tiệt chiêu lính thực sự của mình đâu. Trên đời này không có người đàn ông nào tôi không phục được. Với thân hình què quỷ gầy bét của là xàm là mà cũng đòi đấu với tôi à? Chỉ đây chỉ còn mấy phút tôi lại xử gọn anh ta. Thế này có vẻ không hay lắm. Tôi biết cậu là bạn thân của làm sao là. Nhưng cậu nghĩ kỹ đi, cậu nên giúp ai hả? Cậu nghĩ sau khi là làm sao biết chuyện đó, nó có còn đối xử với cậu như thế này không? Đừng có ngốc nghếch nữa. Người không vì mình trời tru đất diệt. Quyết định trước vậy đi. Trước hết cứ kéo người tiên hóa tên cầu phỉ kia vào phe mình đã. Còn về phần là xàm là làm xà thì cứ liệu mà làm. Dòng suối nhỏ róc rách, em với chị đi hái bông. Chị em hái được một cần rưỡi thì chị em hái lại được một bông hoa. Chú trời ơi. Ấy, ông bạn rình trộm người khác đi tiếu là thói quen xấu đó. Gãy một chân vẫn vui thế cơ à? Thiên thần, ngày nào mà cậu đứng bên cạnh rình trộm bao lâu rồi? Rình trộm với chẳng rình trộm cái gì chứ. Mối tức giá thì trên người cậu có chỗ nào tôi chưa từng nhìn không? Súng. Nè, mau đưa súng cho tôi. Vội vã cái gì hả? Nè, cất kỹ vào. Ôi vãi, băng đạn rỗng ư? Mau đưa súng bắn tí cho tôi đi. Tôi giữ một khẩu súng ngắn là cái gì chứ? Thế còn không có đạn này chứ? Chẳng phải đã đưa đạn cho cậu rồi sao? Anh trai ơi, có mỗi một viên thì bắn kiểu gì? Chắc cậu cũng đã nhận ra rồi, cái đám bạn nhóc của là có vấn đề. Mặc dù bây giờ vẫn chưa làm rõ mấy đứa này rốt cuộc có chuyện gì, nhưng trong số chúng có đứa thù ghét là xàm là. Không đơn giản chỉ là mâu thuẫn giữa học sinh với nhau đâu. Nhìn ra rồi, nhưng vụ này không nghiêm trọng lắm. Nếu đứa nào muốn ra tay với con bé, chúng ta có việc nó là xong chuyện chứ gì. Nhục là không thể chuyện gì cũng dựa dẫm hết vào chúng ta được. Vì vậy cậu chỉ được sử dụng viên đạn này lúc bấu chốt thôi. Cậu không định ra mặt sao? Tôi sẽ ở gần đây, sẽ có vấn đề gì sẽ liên lạc với cậu. Vậy thì bọn tôi cũng ở lại đi hả? Không cần. Tàn bụng, tìm được các cậu nhanh như vậy cũng nhờ có tầng bầu. Tôi sẽ theo sau các cậu. Sau khi cần thiết thì tôi sẽ ra tay. Cậu phải nhớ, bắt đầu từ bây giờ, trừ khi nhóc là gặp nguy hiểm đến tính mạng, còn không mọi việc cứ để tự nó quyết định, một mình hành động. Có cần phải như thế không? Tôi thấy hai hôm nay con bé rất khá mà.
Bây giờ nhóc là bậc hai trung cấp. Ở thời điểm này, hoàn toàn có thể coi là đã nằm trong top những kẻ mạnh nhất. Nhưng bên kia mạnh có quá nhiều người mạnh hơn. Cậu, tôi, cô giáo là tốc độ tiến hóa của bà chúng ta đã vượt xa con bé rồi. Nên nó khó tránh khỏi sẽ sinh ra tâm trạng tiêu cực. Tình trạng này kéo dài sẽ ảnh hưởng xấu tới sự trưởng thành của con bé. Hiện giờ cậu đang bị thương, tôi thì mất tích. Đây chính là cơ hội để nó vực dậy tinh thần, lấy lại tự tin. Nhất là còn một cơ hội như vậy. Nếu thế thì áp lực con bé phải chịu có nặng quá không? Ngọc không mài không thành đồ quỷ. Còn phải học cách giữ một tâm trạng thái ổn định, vững vàng. Chúng ta chỉ có thể làm người hướng dẫn. Còn lại đều phải dựa vào chính bản thân con bé thôi. Hơn nữa, cậu cũng đừng coi thường nhóc là. Tôi chắc con bé không hề kém hơn cậu đâu. À được rồi, làm thôi. Chỉ là diễn kịch thôi mà, tôi làm được. Cậu cảm thấy trong ba người cậu, nhóc là, cô là, trong tương lai tiềm lực có ai mạnh hơn? Chắc là cô là giáp đèn của con bé. Cô ấy lợi hại siêu luôn đó. Sao cậu lại hỏi như vậy? Hoàn toàn ngược lại, tôi thấy thực ra tiềm lực của cô giáo là thấp nhất. Cô ấy là thấp nhất ư? Trước đây tôi chưa từng kể với các cậu. Giáp đen ngoại trừ đặc tính đột phá khốn cảnh ra, thì còn có một đặc tính quan trọng khác. Đó chính là ăn thịt đồng loại. Thời biến dị nhiễm virus, nhưng vẫn giữ lại ý thức con người như giáp đen, thường được gọi là người dị hóa. Phương thức tiến hóa nhanh nhất là bọn họ chính là ăn thịt đồng loại của mình. Nếu không sớm muộn gì cũng sẽ ở lại một bậc cấp bậc nào đó. Mà trên thế giới này có mấy giáp đèn tồn tại chứ? Thôi thì nhé, cậu hãy cẩn thận đó. Hả? Nói đã nói xong đâu? À phải rồi, quên chị nói. Ban nãy tôi cảm nhận được một làn sóng dùng bì. Có lẽ khoảng 10 phút nữa bọn chúng sẽ đổ bộ đến đây đó. Cố lên. À đấy, cái đồ sao còn nói sớm. Ai đục, rõ ràng là thiên thần quý. Có zombie mà không nói bất sớm nữa chứ. Một phải đi tìm nhóc là thôi. Gầy gỗ. Thử xem dùng có tiền không. Cảm ơn nhé, em là lúc nào thế? Hồi trước anh thiên thần đã từng nói với em rằng muốn sinh tồn thời toàn thế thì bắt buộc phải học cách sử dụng những đồ vật có sẵn bên mình. Mà những mảnh thiết trong chiếc máy bay này đúng lúc có thể dùng nó để gọt cổ. Nên em chế cho anh một chiếc gậy gỗ trước, đã chuẩn bị làm thêm một số món vũ khí nữa. Sau đó sẽ đặt vào cái bẫy rập ở quanh đây. Phòng còn hơn chùa. Ngọc không mày thì không thành đồ quỷ. Còn phải học cách giữ một tâm thái ổn định vững vàng. Chúng ta chỉ có thể làm người hướng dẫn, còn lại phải dựa vào chính con bé thôi. Nhóc à, không cần phải làm như vậy đâu. Thực lực của em bây giờ đủ để giết chết một đám zombie chỉ trong chớp mắt rồi mà. Không cần phải căng thẳng như thế đâu. Zombie bậc 3 thì sao? Người tiến hóa bậc 3 đến thì sao chứ? Hoặc là nhớ đâu cơn lũ zombie ập đến thì sao? Anh thiên thần mất tích, anh cũng bị thương rồi. Em cố cảm nhận được sự tồn tại của tàn bù, nhưng không hiểu sao lại không liên lạc được với nó. Em không thể tiếp tục giống như trước đây, lúc nào cũng dựa dẫm vào mọi người được. Em nhất định phải học cách gánh vác trách nhiệm. Xem ra mình đúng đã khinh thường con bé rồi. Cố với. Chết rồi, chúng đi nhanh quá. Chạy đi, màu zombie đến rồi. Cố với, cố với. Xin lỗi. Không. Sao lại đông thế này? Màu leo lên nóc máy bay đi. Đến đây, đến đây. Anh đang bị thương, đừng có ra tay, cứ đỡ em lo. Cẩn thận đấy, yên tâm. Màu trèo lên đi. Ơi mệt quá đi. Xa xa, màu sang đây. Hét cái gì mà hét? Cậu bị ngu à? Cứ để bọn họ ở ngoài đó thu hút sự chú ý của lũ zombie cũng được. Xa xa vẫn đang bên ngoài, lũ zombie sắp đến rồi. Nhưng mà cái tên đó chẳng phải là người tiến hóa sao? Người khỏe thì làm việc nặng, cậu không hiểu à? Đúng vậy đó, không kéo bọn họ còn cần
cầm chân được cái lũ dòng bì, chúng ta tranh thủ thoát thân cũng nên. Là bọn chúng không tìm tới đây chứ, chúng ta cần không cần phải gọi. Cậu gọi thêm lần nữa là tôi ném cậu xuống làm mồi cho lũ dòng bì đấy. Nhiều dòng bì thế này, có người tiến hóa ở đây cũng không bảo vệ được cậu. Xa xa. Xa xa. Ý? Sao lại thế này? Bọn chúng dồn hết sang mình rồi. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao lại như thế này? Sao tự nhiên lũ zombie lại sang đây? Làm sao tôi biết được chứ? Chuyện gì vậy? Đừng có hỏi anh cũng chưa gặp trường hợp này bao giờ. Cứ như thể lũ zombie này không nhìn thấy mình vậy. Trong mắt chỉ có bọn họ. Lẽ nào trên người bọn họ có gì đặc biệt không? Cứ xem tiếp đi rồi tính. Đám bạn của em cứ kỳ lạ thế nào ấy. Có lẽ bọn họ giấu em chuyện gì đấy. Thập tuyết, có chuyện gì giấu mình được? Cậu, cứu tôi với, cầu xin các cậu. Lại đây đưa tay cho tôi. Làm cái gì vậy, chán sống rồi à? Tự mình bò lên đi, không ai có thời gian lo cứu cậu đâu. Cậu mau cứu tôi đi mà. Chứ chưa cái tội thích giúp con tiện nhân là sầm là. Cứu tôi với, úi. Xa xa. Đứng sau lưng mình, cẩn thận kẻo zombie làm bị thương. Là sầm là nó qua đây từ khi nào vậy? Không nhìn rõ, nhanh quá. Là sầm là không phải là người tiến hóa đi chứ? Không thể nào, con tiện nhân ấy làm sao có thể là người tiến hóa được? Bọn này chắc chắn là cậu đã nhìn nhầm. Chẳng qua nó ăn mày thôi. Cứ nhìn đi, nó sắp bị zombie xé thành trăm mảnh rồi. Xa xa cẩn thận. Sao có thể chứ? Là sầm là lợi hại như vậy từ bao giờ? Mạnh quá là thật đấy. Nó đúng là người tiến hóa. Chi chật. Mình cứ cảm thấy nhóc có vài phần phong thái của Tả Thiên Thần. Cái thứ này khó sử dụng quá. Thế này tiện tay hơn nhiều. Thập tuyết bám sát mình nhé. Mình sẽ dẫn cậu thoát ra ngoài. Được. Là sầm lợ. Mạnh quá, chúng ta sang đó đi. Đúng, bây giờ sang luôn. Còn chân chơ nữa là không kịp đâu. Tình tình à, chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta cũng đi theo thôi. Mở kiếp bám đi theo. Một trăm chín mươi. Mệt quá đi mất. Cả ngày này xui xẻo phát sợ. Từ khi lập là làm sao đến giờ chẳng có chút tốt lành gì cả. Này nhỏ thôi, đừng rỡ sao làm sao nghe thấy. Đang mực mà còn không cho người ta phan phiền mấy câu à. Thôi bớt cái miệng lại giùm đi. Chứ là sầm là người tiến hóa. Kế hoạch lúc trước không thực hiện được rồi nhỉ. Chẳng biết con tiện nhân này chứ ngắp phải rùi thế nào mà trở thành người tiến hóa rồi. Đi, chúng ta đi hộp nhóm. Chúng ta có cần gọi thì tí không? Tôi khỏi đi. Là làm sao mà như thế ai dám ra tự chút xui xẻo chứ. Chúng ta hộp nhóm, dù sao thì cũng không thể bỏ Thủy Tiết lại được. Phải đấy, Thủy Tiết cũng là một thành viên trong nhóm mà. Con tiện nhân đó cứ gặp nó chẳng có gì tốt đẹp cả. Nhục là có vẻ bạn em đều rất sợ em đó. Không dám ngồi cùng em, cùng lên hộp sầu lưng em nữa rồi. Nhân duyên của em cũng tệ nhỉ. Ăn cả nướng của anh đi, đến thức ăn cũng không chẳng hợp được hộng anh à. Có lẽ sau khi mọi người biết là Trầm là người tiến hóa nhất thời không biết nên ở chung như thế nào thôi. Chỉ cần tiếp xúc với nhậu lâu, chắc chắn mọi người sẽ... Đâu rồi? Thì tiếc à, cậu giấu mình chuyện gì? Đây là bạn học với nhậu. Trong hoàn cảnh này, thông cảm cho nhậu là đương nhiên rồi.
Mình sẽ không ở đây lâu đâu. Ngày mai vết thương trên chân cầu phi sẽ lành. Đến lúc đó mình đi hay ở là cậu tự quyết định. Khoan đã, là xem là tôi chuyện này tôi đáng sợ thế cơ à. Tôi xin lỗi. Sao đừng làm khó cậu ấy. Có gì thì nói thẳng trước mặt tao đây nè, đừng có mà thập tò tập tục. Để mình sang đó xem nào. Chắc là họ có chuyện muốn nói với mình thôi. Mình sẽ về ngay đây. Cao Phi à, nếu là anh thiên thần thì anh ấy sẽ làm thế nào? Em là em, thiên thần là thiên thần. Em không cần làm bất kỳ việc gì theo tiêu chuẩn của bất kỳ ai cả. Mày chốt anh lên rồi, trước lúc đó thì muốn làm gì cứ làm đi. Cảm ơn. Mùi này quả nhiên suốt dọc đường đã là cái sát thứ ba rồi. Hồi trước mình từng nghe nói nhắc đến là thể biến dị màu xanh này, hình như có liên quan đến loại zombie kết hợp với thực vật. Hoa văn này giống hợp với trước kia. Nếu lâu gần đây cái zombie đã hấp thu gen thực vật rồi. Tàng Bu, ấy cho tao nữa. Tàng Bu à, sao cái loại dây leo này lại mọc lên ngay bên cạnh cây ngô? Kiên cố quá, đây chắc chắn không phải là loại thực vật bình thường. Tàng Bu tránh ra. Hoa zombie. Bọn họ nói ngày mai cậu vì khỏe hẳn thì bọn họ đi luôn. Nhanh như vậy á? Hay là chúng ta cầu xin bọn họ đi, biết đâu là Sầm Lạ mềm lông lại dẫn chúng ta theo thì sao? Không ngờ là Sầm Lạ cũng là người tiện hóa. Bọn họ mà đi thì chúng ta lại quay về sống những ngày nơm nớp lo sợ. Người ta là người tiện hóa còn lâu mới để mắt đi chúng ta. Bây giờ cho dù quyên rũ cũng không có cửa đâu. Không thể nào, với tính cách của là Sầm làm xa thì cùng lắm là nó dẫn thì tiếp theo, chứ đời nào dẫn theo tụi mình. Tôi cậu nhớ kỹ cho tôi, chứ dù là Sầm Lạ muốn đưa cậu đi, cậu cũng phải không thể đi theo cậu ta, đừng có quên thân phận của mình. Tôi không có chắc cậu cũng không dám. Tôi nghĩ cách ra cách rồi, để hai người đó trở thành đồng bọn của chúng ta chẳng phải là được ư? Không phải cậu định đưa bọn họ đến chỗ đó chứ? Còn cách nào tốt hơn sao? Nhưng khó khăn lắm chúng ta mới thoát ra khỏi đó. Bây giờ quay về là Sầm Lạ, như vậy cô định cô đi cũng chưa chắc đã bị làm sao. Ngộ nhớ bọn họ chết ra đấy thì sao? Vậy chẳng phải mất nhiều hơn được ư? Chỉ còn không đi sâu vào thì không có vấn đề gì đâu. Là Sầm Lạ sẽ không dễ dàng bị chúng ta dụ tới đó chứ? Tất nhiên có điều chúng ta có thời tiết mà. Thì tiếc à, bây giờ mọi người đều nhờ cả vào cậu đó. Mọc quẻo nha, 100%, không trăm năm không thay đổi. Mọc quẻo rồi nhé. Chúng ta phải làm chị em tốt cả đời. Con bé về rồi. Xa, bọn họ đi hết rồi à? Nói đi, mình muốn cho cậu xem thứ này. Đây là vịt bớt rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao? Nói một cách khác, chính xác thì bọn mình đều bị nhiễm virus rồi. Mình bây giờ ngồi việc giữ được ý thức ra thì xem là chẳng khác gì lũ zombie ngồi kia. Bọn mình vốn đang định đến thành phố Long Hòa, con đường ngắn nhất dẫn đến đó phải đi qua một nơi có tên là huyện Lễ Hòa. Bọn mình đã gặp những thứ ở đó chú ấy. Thứ đó là một loại hoa rất kỳ lạ. Nó to hơn tất cả những bông hoa mình từng nhìn thấy, lại còn nhả ra những phấn hoa kỳ lạ nữa. Zombie ở đó đều có một màu xanh kỳ lạ, hơn nữa mạnh hơn zombie bình thường rất là nhiều. Khi mọi người chạy thoát khỏi huyện Lê Hoa, ai cũng bị dây leo của loài hoa đã tấn công. Cứ tưởng là không sao, đến lúc phát hiện ra mình đã bị nhiễm virus thì đã muộn rồi. Bây giờ bọn mình giống như zombie vậy, chỉ ăn được thịt sống, uống máu tươi. Không những thế còn tìm khát máu một cách điên cuồng nữa. Mình đã bị biến gì rồi, không xứng làm con người nữa rồi.
Vậy nên lúc trước các cậu mới muốn xuống tay với mình. Không sai sai, cậu phải tin mình, hoàn toàn phải không có ý định ra tay với cậu. Chúng ta là chị em tốt mà. Cậu không có con bọn họ thì sao? Nếu mình có vài người tiện hóa, nếu lúc đó Cao Phi không xuất hiện, ê rằng cái cậu đã ra tay rồi có đúng không? Cậu cản được sao? Nói đi, các cậu hợp lộ như vậy chắc chắn không phải muốn cậu tới đây để tự bạch đi chứ? Bọn họ muốn biến các cậu trở thành đồng loại. Cái gì? Nếu hai người thành đồng loại thì chắc chắn sẽ sống cùng với bọn mình, và thực lực các cậu sau này chẳng cần là ăn nữa rồi. Ngày nào cũng lo sợ zombie đuổi giết, ở cùng con người nhưng lại sợ người ta coi là kẻ lạc loài. Mình không có sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể đi theo bọn họ. Xa xa, mình thực sự không muốn phản bội cậu. Cậu là bạn tốt nhất của mình. Cậu dẫn mình theo với, rời khỏi đây đi, rời khỏi bọn họ, mình xin cậu đó. Tục Tuyết à, mình hỏi cậu một câu. Cậu còn nhớ giao hẹn của chúng ta không? Mình sao có thể quên được chứ? Chúng ta phải làm chị em tốt cả đời. Được, đi xử cái bọn người không ra người, quỷ không ra quỷ kia nào. Sao bọn chưa đến nhỉ? Chắc là sắp rồi, Thúy Tuyết sẽ không cho chúng ta liều cày đâu. Yên tâm đi, Thúy Tuyết chưa có cái gàn đó, chỉ cần là sầm lệnh đinh đi. Có hai người tiên hóa làm chỗ dựa, chúng ta không cần phải lo chuyện cơm ăn áo mặc nữa. Bọn họ đến rồi, nhìn thấy rồi tất cả trốn kỹ, đứng đỡ bị bọn họ phát hiện. Bọn họ vào rồi, sao bọn họ kỳ lạ kia vẫn chưa tấn công họ vậy? Không biết nữa, bông hoa đó có lúc thì như đang ngủ, có lúc thì hung mãnh lạ thường. Kiên nhẫn chờ đi, chỉ cần bọn họ còn ở trong này, sớm muộn gì cũng sẽ bị bông hoa tấn công. Là sầm là đâu? Cái gì đây? Súng cối ư? Lựu đạn, sao lại... À, muốn nếm thử không? Đây là thực lực gì vậy? Tại sao lại mạnh đến như vậy? Còn ngay ra làm cái gì nữa, mau chạy đi. Ôi, sao có thể chứ? Chỉ trong chớp mắt bọn mình đã bị thứ uy lực gì đây, sao lại mạnh như vậy chứ? Mày chờ tao lâu lắm rồi hả? Thì ra là vậy. Thì ra mày ăn tao cây táo rào gây sung. Tiện nhau mày bạn đứng cả mọi người, mày còn có lực mặt mũi nhìn tao à? Cấm mồm. Tôi chịu đựng đủ rồi. Ngay từ đầu cả đã lừa tôi, lợi dụng tôi. Có nói những người bình thường khác sẽ không chấp nhận bộ tôi. Chúng ta đi đồng loại thì phải đoàn kết. Cậu đang lừa tất cả mọi người. Tôi nói hết cho xa xa biết rồi. Cậu ấy biết chân tướng nhưng vẫn không bỏ hết rời tôi. Ngay từ đầu các cậu đã lừa gạt mọi người. Cậu chỉ đang lợi dụng nỗi sợ hãi của bọn tôi mà thôi. Tuy Tiết bình tĩnh lại đi. Con nhỏ này cứ đợi mình xử lý. Là xàm xà, đừng mà. Là xàm xà, không. Chị xà, em sai rồi, em sai rồi. Trong 92, em thực sự hết cốt rồi. Em muốn sống tiếp. Em chỉ muốn biến chị thành đồng loại để mọi người cùng sống mà thôi. Em không có ác ý đâu, thật đấy. Chị xà hồi trước ở trường hay gây khó dễ cho chị, đâu là lỗi của em. Em xin chị đừng có giết em thực sự không quý mà. Đàn em mắng em xin nhận hết. Chỉ xin chị nỡ tình bạn học cũ mà tha cho em lần này. Em xin chị. Bạn học à? Lúc mày định ra tay với nhóc là, sao mày không niệm tình bạn học? Một ngày trước, idol vô mày đến rồi. Vậy mà cậu không được sớm. Với cái gì chứ, chức dùng bì này chắc chắn cái cậu đối phó được. Nhưng trước khi đi, còn có một việc tôi phải nói cho cậu biết. Hồi sáng tôi nghe thấy cái đám nhóc của bạn là nói chuyện với nhau. Vì vậy cái cậu phải trong trường bọn nó. Mà mệt chết rồi, tiêm máy. Tìm được gì ở cái nơi quái quỷ này chứ? Nói thôi, biết đâu có đứa xui xẻo nào đó chết bên trong thì làm sao. Đã hai ngày rồi mà chúng ta chưa nạp thêm mẫu. Chỉ có thể đến đây thử vòng mày thôi. Xem nè, đây có người nè.
Đúng thật nè. Mau đi nào, đau nó lên. Đây là La Xám Xá. Sao nó lại đây? Chắc chắn là gặp lũ quét rồi. Là làm sao? Làm sao đây? Trông nó thế này mà vẫn còn sống đó, dù sao cũng là bạn từng học. Đồ ăn dần đến tận miệng rồi, đừng có mà nói không còn. Hơn nữa, với bộ dạng mày chắc cũng là không muốn sống được, không sống được lâu nữa đâu. Thà rằng để mọi người tận dụng còn hơn. Hy sinh một mình nói được có tất cả mọi người, bạn bè với nhau chắc cũng sẽ đồng ý thôi. Các cậu không nói tức là ngầm đồng ý rồi nhé. Bây giờ tôi sẽ cho nó yên nghỉ. Không được, không thể làm như vậy. Rành ra cậu không làm thì để tôi làm. Chúng ta là bằng học mà, sao có thể làm như vậy được? Người không vì mình trời tru đất diệt. Cậu có tránh ra không thì bỏ. Cậu ấy là sao? Sao mà sao các cậu có thể làm như vậy chứ? Khi đó tao ở ngay gần đó, cô nói chuyện của bọn mày tao nghe rất thấy rất rõ ràng. Bản thân không có thực lực, thế là muốn kéo người khác xuống nước theo mình. Ngay cả bạn học cũng không ta. Ta thực sự không hiểu sao mày có thể mặt mũi xin nhóc la tha mạng. Lỗi như mày chết chưa hết tội. Nhóc à, giữ kẻ này lại cũng là một mối họa. Nếu em không tiện thì để anh. Không, đây là chuyện riêng của em. Chị Sa đừng mà, em không dám nữa. Sau này chị bắt em làm gì cũng làm. Đừng giết em xin chị đừng có giết em. Đừng bao giờ tao nhìn thấy mày nữa. Cút, em cút ngay đây. Ta tin chạy rồi. Chúng ta làm sao đây? Ôi, cút cút, bọn tôi cút ngay đây. Mau lên. Tha, em có muốn trở thành người giống như bọn nó? Trải qua nhiều chuyện như vậy mà vẫn giữ được tinh thần. Nhóc à. Sao vậy? Em cảm thấy đằng kia có chứng, có người đang nhìn chúng ta. Chắc là ảo giác sao? Ảo giác rồi, sao có thể anh không cảm nhận được? Chắc là em đang nghi quá. Đi nào, chúng ta về thôi. Đừng gọi là có chút tiến bộ. Không ngờ đây lại có hồi dòng bị xem ra. Con đường phía trước không yên bình rồi. Chẳng anh thế nào rồi? Tốc độ hồi phục của anh, người tiến hóa nhanh như vậy sao? Bị gãy xương mà. Đi lại không thành vấn đề, nhưng muốn đánh nhau thì cần thêm một chút thời gian để hồi phục hẳn. Số 194. Phế hô hấp ban nãy bọn mình tu luyện không chỉ tăng nhanh tốc độ tiến hóa mà còn giúp bọn mình điều tiết trạng thái cơ thể. Hơn nữa, Cao Phỉ là người tiến hóa bậc 2, đương nhiên phải mạnh hơn rồi. Khi nào tìm được anh thiên tộc, mình sẽ bảo anh ấy dạy cho cậu phế hô hấp này. Tờ sao, đương nhiên chỉ cần cậu thành thục với bọn mình thì chúng ta sẽ là một đội. Cảm ơn cậu, Sasha. Cậu đối xử với mình tốt quá. Chết tiệt, mình không kìm được nước mắt. À, mình xuống hạ du tắm một cái rồi về. Tắm rửa ư? Ây, đâu, chết mất tại tình tình à. Tay cậu hết đấy, cứ thích đối đầu với làm xa cường. Mà đó, lúc ấy sao còn nói? Bây giờ nói thì có ích gì chứ? Giờ chúng ta đều bị thương, mất nguồn năng lực thì phải làm sao đây? Đau quá. Là Sam xa ra tay ác thực. Tùy tiếc. Cục phản bội này, mày dám mò về à? Nếu không phải tại mày tiết lộ thì bọn ta không thành ra như thế này. Mày, tao chờ cái ngày này chờ rất lâu rồi. Trở thành sức mạnh của tao đi. Tiếp đi, trở thành sức mạnh của tao hết đi. Không. Cuối cùng cũng thành công rồi. Có lũ sức mạnh này thì mình có thể sánh ngang với người tiên hóa rồi nhỉ. Mà cái phép hô hấp xà nói có vẻ không tệ. Nếu mình học được biết đầu thực lực xích nâng lên một cấp bậc mới. Nhưng trước lúc đó vẫn phải ẩn dấu cho tốt. Cậu vẫn lựa chọn con đường này. Thì tiếc à, cậu khiến mình thất vọng quá. Sao hai người lại đây? Công tác bảo mật của cậu làm rất tốt. Ban đầu mình và Cao Phỉ đều tưởng cậu chỉ có nỗi khổ riêng nên mới giấu mình. Đến khi cậu phơi bày vết bớt ở trên cơ thể cho bọn mình xem,
mình mới thực sự nổi lên nghi ngờ vì cậu. Vớt bớt. Mình có một người bạn, chị ấy và cậu đều là bị người dị hóa. Không thể ăn thức ăn bình thường, chỉ có thể uống máu tươi, ăn thịt sống và máu người là tốt nhất. Quan trọng nhất là ăn thịt đồng loại. Vốn dĩ mình không hề biết đặc tính của người dị hóa, nhưng sau khi cậu bộc lộ hết tâm sự với mình, cậu Phỉ liền nói cho mình biết chuyện này. Lúc trước anh Thiên Thần kể cho anh ấy, bọn mình sớm đã nghĩ đến tình huống này rồi. Có thể cậu đang lợi dụng bọn mình để hoàn thành kế hoạch ăn thịt của cậu. Mình thực sự không muốn tin người bạn tốt nhất mà mình lại làm ra chuyện như vậy. Mình cũng không muốn tin rằng Thủy Tiết cậu lại là người như thế. Trước đây cậu không phải người như vậy, sao cậu lại trở thành như bây giờ cơ chứ? Đừng nói nữa, cậu chẳng hiểu gì cả. Cậu có biết thời gian qua đối với mình là những ngày tháng thế nào không? Cậu không hiểu gì cả. Cỡ từ khi chạy thoát khỏi trường học, vì mình yếu ớt nên bị mọi người bài xích ruồng bỏ, ai cũng coi mình là gánh nặng. Sống được đến bây giờ đó là vì mình đóng vai ăn mày suốt dọc đường, hèn hạ vẫn xin người khác. Mình phải tự bảo vệ bản thân, mình phải sống có tôn nghiêm. Vì những thứ đó báo mình làm gì cũng được, mình không còn cách nào khác, mình không còn lựa chọn. Trước đây cậu không có lựa chọn, giờ thì sao? Kể từ khi gặp được cậu đã có thể chọn đi theo mình, nhưng cậu lại chọn lừa dối mình. Lúc ở bên sông, bọn nó kéo cậu đi, chẳng lẽ cậu không biết bọn nó muốn làm gì không? Nhưng cậu vẫn lừa mình. Cậu nói cậu muốn mạnh hơn, ngay lúc này thôi mình đã nói là công pháp tiến hóa cho cậu, cậu có thể lựa chọn, nhưng cậu vẫn làm như vậy. Mình đã cho cậu bao nhiêu là cơ hội, còn cậu lần nào cũng lừa dối mình. Hôm nay mình sẽ cho cậu một cơ hội cuối cùng. Thả mình ra. Cậu muốn thả mình ra, cậu muốn làm gì? Thả mình ra, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Chết tiệt, sao gọi là khỏe như vậy? Á, cậu nhìn đi. Cho mình hỏi cậu câu cuối cùng. Cậu còn nhớ ước hẹn của chúng ta không? Ước hẹn à? Quả nhiên cậu chính là người như vậy, vẫn đáng yêu như thế, xa xa. Không ngờ đến bây giờ cậu vẫn coi tôi là bạn. Hồi ở trường cậu luôn là học sinh xuất sắc, được bạn bè yêu quý, ai cũng quay quanh bên cậu. Cậu biết chứ, lúc đó tôi ngưỡng mộ cậu biết bao nhiêu. Phải, tôi thực sự ngưỡng mộ cậu. Vì vậy tôi đã thề nhất định phải trở thành bạn của cậu. Mãi mãi là bạn thân mãi mãi. Xa xa. Còn chuyện nữa, tôi cũng lừa cậu. Thực ra tôi đã từng ăn thịt người rồi. Không những thế, người đầu tiên tôi ăn là một người tiến hóa đấy chứ. Chính là thầy giáo thể dục đã cứu tôi. Sao? Hấp thụ người tiến hóa sẽ khiến tôi tiến hóa nhanh hơn. Là đi, hợp tớ một thể với tôi nào. Sao? Chúng ta sẽ không bao giờ tách ra nữa. Làm bạn tốt, làm gì em tốt cả đời đi. Sao có thể? Năng lượng hấp thụ của mình. Tôi là người tiến hóa bậc 2 với sức đề kháng virus này. Trừ khi bây giờ tôi chết, không thì còn lâu cậu mới hấp thu được. Sao có thể chứ? Cậu đã lãng phí cơ hội cuối cùng tôi dành cho cậu rồi. Câu hỏi này cậu trả lời sai rồi. Sao? Nhìn mình nè, biến hóa đẹp quá đi. Wow, công nhận đẹp thật đấy. Đúng vậy, đẹp nhỉ. Nếu được đi ngắm biển hòa với Sasha một lần thì tốt. Để thôi, khi tốt nghiệp thì bọn mình cùng đi. Thật sao? Tất nhiên là thật rồi. Không tin thì chúng ta mọc quéo. Công ty mọc quéo 100 năm không thay đổi. Vậy hứa rồi nha. Cùng đi ngắm biển. Cậu cũng coi như là hoàn thành ước nguyện rồi. Vậy cũng coi như là kết thúc viên mãn rồi nhỉ. Xem ra không cần dùng đến viên đạn này nữa rồi. Động đất à? Đó là dây leo của những bông hoa kỳ lạ đó. Chạy mau. Trong phân hóa có năng lượng virus kỳ lạ. Em cũng vậy. Sức mạnh virus trong cơ thể đang bị bào mòn. Cao Phỉ bám chặt nhé. Bây giờ đành phải kích hoạt vết bớt thôi.
Nhưng như vậy cũng không cầm cự được đâu. Thành bại chỉ trong phút chốc. Giết. Chỉ một chút nữa thôi. Lên. Thành công rồi. Nguy hiểm quá. Đếm chào mọi chỗ. Anh đi tìm cơ hội chạy trước đi. Nhóc là Cao Phi. Em còn đứng đó làm cái gì nữa? Chạy đi. À, Cao Phi. Không. Ấy. Đây là Nhóc. Làm tốt lắm. Rất có tiến bộ. Làm tốt lắm, có tiến bộ đó. Anh tiên thần, sao anh lại ở đây? Tăng bú. Má không cảm nhận được mày. Tới con tướng là mày chết rồi. Làm tao sợ quá đi mất. Là anh bảo tăng bú cắt đứt cảm ứng với em đó. Suốt quãng đường vừa rồi anh vẫn luôn ở bên cạnh quan sát, để em lúc không có anh ở bên xử lý những tình huống bất ngờ như thế nào. Tiếc là hồi zombie đã làm hỏng kế hoạch của anh. Nếu không thì biện pháp chuẩn bị thì hai người không thể nào đột phá được nó đâu. Không thì chắc anh cũng ẩn nấp thờ một thời gian nữa. Hoa zombie. Chính là những thứ này đây. Một số loài thực vật sau khi hấp thụ DNA biến dị của zombie sẽ có thể khả năng biến hóa thành thế biến dị. Chỉ là không thường gặp mà thôi. Hoa zombie xuất hiện thường đều thuộc dạng tai họa quy mô lớn. Nhất kiểu quần thể hoa zombie như thế này, sức phá hồi của nó thậm chí còn lớn hơn so với lũ zombie cấp 100.000. Bọn hoa zombie ban nãy đúng là rất lợi hại, nhưng cái đám hoa nhỏ này càng dễ xử lý hơn. Hơn nữa những thứ này không hề di chuyển, cảm giác không có tính đe dọa cho lắm. Cấp 100.000 mà như vậy ư? Đây chính là điểm đáng sợ của hoa zombie. Khác với zombie bình thường, zombie biết phân biệt con mồi. Phân biệt con mồi? Mấy bông hoa đó chỉ là thể coi con mồi họ chớm nở. Chúng chỉ biết tấn công người bình thường hoặc là vài người tiến hóa bậc thấp. Với hai người thì tất nhiên không dám tùy ý công kích. Nhưng thể hoàn thiện và hoàn toàn cấp cao hơn thì khác. Chỉ một thể hoàn thiện đủ đến ra một trận với một người tiến hóa bậc 2 rồi. Thế hoàn toàn bằng nãy con có thể giao đấu với bậc 3. Bậc 3, tốc độ tiến hóa virus nhiễm nhanh đến mức biến thái như vậy. Em cũng không cần phải tự ti. Với thực lực của hai người bây giờ, thừa sức đối phó với một cuồng hòa zombie hoàn toàn chỉ là chưa tìm được cách xử lý dứt điểm thôi. Chấp rầm 96. Năng lượng virus trong phân hòa của hòa zombie có tác dụng ức chế mạnh đối với người tiến hóa. Có những người bình thường ít phải phân hòa sọc thậm chí còn bị nhiễm virus luôn. Những hạt phân hòa này tương đối lớn, chỉ cần bị kín thân thể hoặc đeo khẩu trang vào thì không ảnh hưởng đến cái cầu nữa. Đúng vậy, nếu bằng nãy em tự tin đối phó với bọn nó thì đã không phải sợ rồi. Nếu như không bị phân hòa ảnh hưởng thì cái đám hoa này hoàn toàn không thể bảo vệ chúng ta, không khéo cũng có cơ hội phản công nữa. Nếu chỉ có vậy thì hoa zombie cũng không có tính nguy hại khủng khiếp. Đến thế, điểm đáng sợ nằm ở tính lây nhiễm của chúng. Chúng có thể không ngừng chuyển hóa người bình thường thành người dị hóa như đám bạn của em vậy. Ngồi với bóp ra thì người dị hóa gần như giống hợp với người bình thường. Có điều trong thực đơn của bọn họ bao gồm các con người, cái số lượng người dị hóa đủ nhiều, thì vậy thì khu an toàn cũng không còn an toàn nữa rồi. Lần này em làm rất tốt. Đối diện với bản thân của mình mà vẫn bình tĩnh suy xét sau khi biết con bé đó là người dị hóa. Cũng giữ vững tâm lý cảnh giác vừa phải, không manh động cũng không hèn nhát. Theo anh thấy thì em đã là một người sống sót đạt tiêu chuẩn rồi. Anh thiên thật, cảm ơn anh. Ây chà chà chà, vẫn cứ như làm lão đại tuyệt nhất.
Suốt dọc đường mình vừa diễn kịch vừa giúp đỡ, vậy mà chẳng thấy ai nói câu cảm ơn. Là đây để chỉ sát tăng cho một cái ông như tình nè. Thì khỏi, anh không hứng thú với mình, vẫn để em lớn lên rồi tính sâu. Lấy thêm đồn à, ấy da. Đi rồi, hai người vất vả bay lầu, cũng đến lúc xem chiến lợi phẩm rồi. Chiến lợi phẩm? Người nhiễm virus bậc cao sẽ sản sinh ra vấn tình. Hoa zombie đương nhiên cũng có thứ có ích cho chúng ta. Nhựa hoa. Đây là một kết tinh đặc biệt mà chỉ có hoa zombie mới sản sinh được. Là đồ tốt để chữa trị vết thương. Sử dụng nó bằng phương pháp đặc biệt là có thể tăng sức đề kháng virus nữa. Tăng sức đề kháng virus, vậy đúng là đồ tốt. Còn có tác dụng nào khác nữa không? Nếu trước khi biến thành người dị hóa, cái đám bọn em ăn nhựa hoa thì sẽ khôi phục lại bình thường. Chỉ cần vẫn chưa bị lây nhiễm hoàn toàn, với cơ thể bản nhựa hoa có thể cứu được hết. Vì vậy dù ở đâu thì thứ này cũng là báu vật. Kiếp trước một viên nhựa hoa phẩm chất cao ở căn cứ có thể rào bán với giá trên trời, không ngờ kiếp này lại gặp được ở đây. Với thực lực hiện giờ của mình, chỉ còn không đụng phải cơ thể mẹ của hoa zombie bậc 4 thì sẽ không có gì nguy hiểm, thậm chí còn có thể nhân tiện vơ vét vật tự mang tình chiến lược thế này. Trước khi đến đây thì tôi đã thăm dò sờ qua con đường phía trước rồi. Quốc lộ dẫn đến sở châu gần nhất đã bị lũ lụt chặn hết rồi. Chúng ta lại không có phương pháp tiện đi lại cho phù hợp. Cách nhanh nhất để đến sở châu chính là băng qua huyện Lừa Hòa trước mặt. Tôi nhớ là huyện Lừa Hòa cách sở châu rất gần. Đi bộ chắc cũng không tốn quá nhiều thời gian đâu. Đồng ý. Nếu tôi đoán không nhầm thì bây giờ huyện Lừa Hòa đã bị hoa diêm bị chiếm lĩnh rồi. Chiếm lĩnh á? Vậy chẳng phải giờ huyện Lừa Hòa tràn ngập hoa diêm bị sao? Và chúng ta đi như vậy có phải mạo hiểm hay không? Anh với thiên thần tự lo cho mình thì không thành vấn đề. Em chỉ sợ mình làm vướng chân thôi à. Nhau à, có hai chuyện em cần phải làm rõ. Phi đầu của tôi, ban nãy anh đã nói rồi, hai người không xử lý được bồng hòa kia không phải là do thực lực không đủ, mà là do không tìm được cách đối phó mà thôi. Dao găm của em nè. Bộ rễ của hồ dòng bì rất chắc chắn. Vũ khí là một vật liệu bình thường rất khó làm nó tổn thương. Nhưng nó sợ nhất lại là vũ khí của thêm bột vận thạch. Nếu ban nãy hai người dùng vũ khí này lầm bì chế tạo thì tôi tin rằng đối phó với bông hòa dòng bì thì hoàn toàn có thể dễ dàng rất nhiều. Mà nó vậy không nói sớm, con có thể như vậy ư? Có thứ này chẳng phải là chúng ta có thể tung hoàng khắp huyện Hòa Lê rồi. Giờ vẫn chưa dám nói là tung hoành, nhưng mà ngày mai thì chưa chắc. Đây chính là chuyện thứ hai mà nhóc là chỉ hiểu rõ. Bắt đầu từ hôm nay em sẽ không làm vướng chân bộ anh nữa. Cũng đã đến lúc nâng cao thực lực cho mọi người rồi. Tôi chia miếng nhựa hoa này thành 3 phần. Ăn trước đi đã. Bắt đầu từ bây giờ, từng bước đều phải nghe tôi hướng dẫn. Trong quá trình tuyệt đối không được làm liều. À Vĩ à, cậu từng bị hôn mê sâu. Tố chất thân thể về dị năng đều đã tăng lên. Tuy không ngưng tụ vết bớt trước thời gian như tôi, nhưng nền tảng của cậu cũng không yếu hơn tôi. Lần tăng cấp này sẽ tương đối dễ dàng, chỉ cần ngưng tụ vết bớt mới là được. Hiểu rồi. Còn nhóc La thì bây giờ em là bậc 2 trung cấp, là thời điểm tốt để ngưng tụ vịt bậc mới. Vừa không quá khó khăn, vừa không lãng phí cơ hội nâng cao tố chất cơ thể. Nhưng lần này cũng là một thử thách lớn đối với em. Năng lượng kết tinh là anh chuẩn bị cho em, nó có thể giúp em đột phá bậc 2 đỉnh cấp ngay. Nhưng em không thể dùng nó như vậy được. Em buộc phải chế nguồn năng lượng khổng lồ này ngưng tụ thành một bơi mới. Sau đó dùng năng lượng còn thừa tiến hành đột phá. Như vậy thì mới không ảnh hưởng đến nền tảng của em. Dần nhựa hoa vừa mới ăn xong sẽ tăng cường sức đề kháng virus trong quá trình đột phá. Đồng thời thở vận tụ tình vẫn chứa đầy năng lượng này, có thể bổ sung năng lượng virus bất cứ khi nào hai người còn. Như vậy thì trong quá trình ngưng tụ vết bớt mới sẽ an toàn hơn nhiều.
Tôi sẽ tinh lọc sức mạnh mạnh vỡ vân tịch cầu sót lại trong cơ thể một lần nữa. Sức mạnh tràn ra trong quá trình đó sẽ được tôi truyền thẳng vào thể hội tụ tinh vận ở giữa. Còn hấp thụ được bao nhiêu thì phải xem bản thân mọi người rồi. Nhọc là hãy bình tĩnh đánh đầu chắc đó. Em là người sống sót đã tiêu chuẩn. Anh tin em sẽ làm được. Yên tâm đi anh thần. Bắt đầu. Cỡ từ sau lần hấp thụ mạnh vỡ vận thạch, mình vẫn chưa có cơ hội điều chỉnh lại năng lượng virus trong cơ thể. Bắt đầu lần này lại có thể nhân lúc lộc tiến bộ thêm một bước. Lại đến rồi. Đây là không gian tinh thần của mình. Trước đây, lúc hấp thu sức mạnh và viên mạnh vỡ vận thạch đã vào một lần. Lần này tinh lọc sức mạnh của mạnh vỡ lại vào nữa sao? Cái gì đây? Sức ép tinh thần mạnh quá. Đây chính là năng lượng của sót lại từ ba miếng vân thạch kiều. Với thực lực của mình bây giờ, muốn khống chế luôn năng sức mạnh này chắc không thành vấn đề. Thử xem. Năng lượng màu đen này chắc là phần mình không thể hấp thu được. Đúng rồi. Xem ra lần tinh lọc lần này đã hoàn tất. Thành công rồi. Đây chính là tinh hoa năng lượng virus trong mảnh vỡ vân tịch. Tuy mình không thể hấp thụ được nó, nhưng có thể hội tụ vận tình thì cũng dễ xử lý thôi. Hấp thụ được bao nhiêu phải dựa vào chính bản thân hai người rồi. Cảm giác này chứa đủ cảm nhận. Tinh thần lực của mình đã nâng cao rồi. Phạm vi cảm nhận của mình đã đột phá đến mức 50m, hơn nữa độ sắc nét cũng cao hơn nhiều. Tốc độ tăng của tinh thần lực không bằng tổ chức thần thể. Cỡ từ lúc bậc hai tinh thần của mình đã tăng chậm hơn rất nhiều. Tinh thần lực hiện giờ của mình đã phần lớn hơn những người tiến hóa ở tinh thần bậc ba rồi. Mới cấp hai mà đạt được nền tảng vững chắc thế này, nếu lên bậc ba thì sẽ thế nào đây? Tức là đáng mong chờ mà. Nếu là kiếp trước thì có lẽ nghĩ cũng không dám nghĩ. Không tệ, khá nhanh. May mà có năng lượng mạnh vỡ vận thạch cầu truyền cho vợ từ các mẫu chốt, tôi ngăn tụ xong vết bớt rồi. Em cũng vậy, bây giờ em cũng không chỉ đạt được bậc hai đỉnh cấp mà vết bớt cũng ngăn tụ xong rồi. Dị năng thì sao, cũng có tiến triển gì rồi? Từ trước nhìn kỹ nhé, từ hôm nay trở đi tôi chính là tiểu hoàng tử phì đầu. Lơ lửng vẫn chưa hết đâu. Tốc độ nhanh quá. Anh biết điều khiển đồ vật rồi. 197. Tốc độ bay này đã đủ để uy hiếp người tiến hóa bậc 2 rồi. Cao thủ bậc 2 bình thường e là hoàn toàn không có cơ hội để tiếp cận cậu ấy. Đi. Sau khi ngưng tụ vết bước, tôi bắt đầu điều khiển được những vật thể mà tôi làm phép trong cự ly ngắn rồi. Tôi phát hiện ra sau khi bộ phi đao này năng lượng virus của tôi làm phép thì dễ điều khiển hơn các vật thể khác. Với khả năng khống chế của tôi bây giờ, nhiều nhất thì có thống chế được hai thành cùng lúc. Như bà nãy, bắt đầu từ hôm nay, tôi không còn sợ đối thủ hình thức sức mạnh cận chiến nữa rồi. Cho dù là phải đánh giáp lại cả với người cùng cấp thì tôi cũng có thể giành phần hơn. Được lắm, bây giờ bất kể đánh sai gần thì chắc sẽ không tìm mấy người tiến hóa bậc 3 nào trở xuống có thể gây uy hiếp cho cậu được. Nhóc, em thì sao? Em không khách sáo nữa. Sau đây là thời khắc chứng kiến kỳ tích. Ý? Ở đâu ra gì? Quay tốc độ âm thanh, em dùng liên tục hai lần ư? Hả? Em lấy nó từ khi nào vậy? Không phải là hai lần mà là hai giây. Em có thể giữ tốc độ âm thanh trong vòng 2 giây đồng thời hành động. 2 giây tức là nhóc là có thể tiếp cận nhanh với bất kỳ ai trong phạm vi khoảng 700m. Tốc độ này nhanh hơn hẳn chú La ngày xưa. Không tệ, là tốt lắm. Tuy lần này chúng ta gần như đã tiêu hao hết năng lượng trong thể hội tụ vân tinh, nhưng tiến độ bây giờ thì cũng đáng lắm rồi. Sẽ sớm ngày mai chúng ta sẽ tiến vào hòa lì, tiến thẳng đến sở chầu. Tại sao chúng ta lại ăn mực như thế này chẳng quen tèo nào cả?
Phải đấy, cái bộ quần áo này bó quá. Còn nhớ phân hòa của zombie không? Sau khi vào huyện Hòa Lệ, có lẽ không đâu, không có loại phân hòa này. Mặc như thế này thì tất nhiên sẽ để cho già không tiếp xúc nhiều về phân hòa và không phải hít phải chúng. Nhưng cái bộ quần áo này xấu quá, cũng chẳng có ai ngắm. Xấu với không xấu cái gì hả? Ui cha, đi thôi, vào thành phố nào. Ai đột, quả nhiên hắn phát hiện ra em rồi. Tinh thần lực của hắn mạnh hơn lần trước, có lẽ không dưới cơ của tụi đâu. Cái gì? Chị, chẳng phải chị nói là tên đó mới bậc hai tụi sao? Tinh thần lực của hắn có thể mạnh hơn như vậy? Không biết nữa, nhưng một điều này chắc chắn là người này không có ác ý. Chàng trách hai ngày nay em cứ tí là lạ, lần nào bám theo hắn cũng để mất dấu, nhưng hắn là rất bất tình lên xuất hiện trong tầm mắt của em. Có khi hắn cố tình đưa em bám theo cũng nên. Không cần, người đó rất mạnh, tôi cũng không cản được hắn. Chị à, chúng ta có phải ngăn họ được không? Bọn họ cứ đi vào như vậy, không khéo sẽ đụng phải mất. Hơn nữa hắn đủ sức là bảo họ bảo vệ là Sam. Là không, chúng ta chỉ cần đi theo đề phòng bất trắc là được. Huyện Lê Hoa, huyện này yên tĩnh quá, cảm giác giống như là rừng mưa nhiệt đới vậy. Sức sống của họ zombie rất ngoan cường. Thực vật bình thường thì phải mất đến 10 đến trăm năm thì mới bao trùm cả được thành phố. Nhưng đối với họ zombie thì chỉ cần mười mấy ngày là đủ. Chỉ có thể đi bên trái hoặc bên phải, chế độ cảm nhận. Bên trái hình như tập trung đồng zombie, chúng ta sẽ đi bên phải. Tàn bầu, đó là bên trái, mau quay lại đi. Đứng lại. Chắc tàn bầu đã cảm nhận điều gì đó rồi. Đi theo đi. Mày muốn bọn tàu đến đây ư? Mấy cái con này là thứ gì vậy? Đó chắc là thể hoàn thiện. Sao lại màu xanh nhỉ, trông gớm quá. Đó là thể hoàn thiện phân hòa zombie ký sinh, sẽ chiến đấu thì ngang ngửa với zombie bậc 2. Đáng sợ nhất là một khi lũ hoàn thiện này chết tại chỗ đó sẽ lập tức mọc ra hoa zombie. Vì vậy cực kỳ khó giải quyết. Thể hoàn thiện bậc 2 lại còn đồng nhiều thế này nữa, tốc độ tiến hóa của lũ zombie này nhanh thái quá rồi thì phải. Hơn nữa chỉ giết xong, giết thôi thì chưa xong đâu, nó còn biến thành hoa zombie nữa. Thế thì đánh kiểu gì đây? Nồng độ virus trong cơ thể zombie cao hơn người con người, tốc độ tiến hóa tất nhiên cũng nhanh hơn. Đại loại thì mới xảy ra 3 tháng thì sau này zombie sẽ càng ngày càng mạnh. Vậy tàn bộ dẫn chúng ta tới đây là vì đói ư? Ôi, về đây. Dừng lại đi, chúng ta không đi theo nó được. Nhưng mà tàn bộ, lỗ thứ hoàn thiện này đều ở trình độ bậc 2, đã thế cùng đồng nữa, tốt nhất là đừng có lấy cứng chọi cứng. Tân Bưu có khả năng che giấu hơi thở của mình. Zombie bình thường chỉ còn coi là thành thức ăn, không cần phải lo lắng. Tân Bưu chưa hành động, chẳng phải nó thích ăn tùy não của cơ thể hoàn thiện nhất ư? Tùy não của hoàn thiện chưa còn bỏ qua thì chứng tỏ nó bị hấp dẫn bởi thứ khác rồi. Mở chế độ dùng chung thị giác, xem rốt cuộc tầng bộ đang tìm thứ gì. Liên kết rồi. Tầng bộ đi xuống tầng hầm rồi. Hầm xé. Chỗ đó đi qua tối quá, em gần như không nhìn thấy gì cả. Tầng bộ sẽ không gặp nguy hiểm chứ? Dù sao thì khắp nơi cũng đều là zombie. Chắc nó đang tìm zombie trốn ở trong hầm xé. Loại zombie này thường quen hoạt động vào ban đêm, nhưng mà zombie có tính đặc biệt nhất ở bậc 2. Chẳng lẽ là tầng bộ có thể bắt zombie bậc này sao? Đi xem. Bên trong vừa có biến thì chạy vào hỗ trợ tầng bộ ngay. Là người ký sinh. Tầng bộ đụng phải người ký sinh đâu. Vào tổng cộng có 6 con. Tầng bộ bị bao vây rồi. Hình như Tân Bưu đã giải quyết được một con. Mà nó Tân Bưu mạnh tới cửa à? Một chỗ sâu mà xử ngay được một con rồi. Nhiều người ký sinh như vậy sao? Lẽ nào Tân Bưu tìm đúng sao hiệp của người ký sinh rồi? Còn đã, nói vậy thì đi đi, tiếp ứng cho Tân Bưu.
xong luôn tiêu diệt hết lũ, hoàn thiện ở đây đi. Hử? Chỉ có con tàng biểu bưu này đánh như là đâu võ vậy đó. Ây da. À, to quá. Mấy con tàu hoàn thiện này sau khi chết sẽ sản sinh ra hoa zombie. Nhân lúc chúng vẫn chưa hình thành phải tiêu diệt ngay. Nếu không để hoa zombie hình thành thì không gì đối phó đâu. Ok. Đối phó với mấy ký sinh này, chắc là zombie sẽ thoát thân được. Vì chúng ta cần hỗ trợ không? Tất nhiên, tăng bưu không ngán mấy cái người ký sinh này. Với tốc độ của nó, kể cả không đến lại thì cũng chạy được. Nhưng đến đây là sao quyết của người ký sinh thì khác. Sao quyết? Sức mạnh của người ký sinh chính là yếu tố ký sinh. Gặp một con lẻ thì chỉ cần chú ý đến phòng ngự thì không có gì phải sợ. Nhưng ở gần sào huyệt của người ký sinh luôn luôn có dòng bì mạnh phù hợp với chúng. Tăng bưu có thể giải quyết được cái đám người ký sinh này. Nhưng nếu như thơm những dòng bì cộng sinh với những người khác thì khác à. Những dòng bì khác, tóm lại thì chắc chắn là mạnh hơn những thứ hoàn thiện này. Chúng ta cứ canh chừng ở đây đợi tăng bưu ra. Chó à? Tăng bưu mà nó, đây là con chó buôn tập vai. Thì ra là như vậy. Xem ra hoa zombie đã bắt đầu xâm nhập vào các sinh vật khác ở trong thành phố rồi. Chó bị phấn hoa zombie lây nhiễm thành thế này, lại gặp được mấy con ký sinh. Thế là ở trong sào huyệt của người ký sinh sao? Nếu như vậy thật là thú vị. Ý, con chó này phô trương thành thế quá nhỉ. Đám thể hoàn thiện lùi cả rồi. Một cước